đến một ngày nào đó họ cũng sẽ làm một điều gì đó khiến mình thất vọng, đi ngược lại với cái điều muốn sở hữu, muốn có của mình. Và lúc đó mình sẽ cảm thấy tổn thương sâu sắc. Một trong những cái nỗi đau rất lớn của con người là nỗi đau bị người khác phản bội. Và nỗi đau này sẽ chỉ được chữa lành khi chúng ta có cái góc nhìn khác, có góc nhìn mới về điều này. Một trong những cái sai lầm lớn nhất của con người nữa, đó là cứ vin vào những cái sai lầm của người khác để tự dằn vặt và tự làm khổ chính bản thân mình, chính cuộc đời của mình. Và bởi vì chúng ta đã đặt quá nhiều kỳ vọng vào một đối tượng thương yêu nào đó, nên chúng ta có xu hướng nghiện ngập cảm xúc vào đối tượng đó. Mà chúng ta nghiện ngập đến nỗi đôi khi chúng ta nghĩ rằng không có đối tượng đó ở bên mình sẽ không sống nổi, hoặc mình sẽ không thể nào sống mà hạnh phúc được. Các bạn hiểu cảm giác nghiện ngập cảm xúc này không? Trước khi có người đó đến với cuộc đời của mình, hãy nhìn xem cuộc đời của mình ra sao. Có thể cuộc đời này của mình vẫn đang được tồn tại bình thường đấy chứ. Vậy thì sau khi người đó đến với cuộc đời của mình, cuộc đời của mình tươi đẹp hơn, có nhiều màu sắc hơn, và chúng ta rất đam mê cái màu sắc, cái sự tươi đẹp đó. Chúng ta dẫn đến chúng ta bị nghiện ngập vào cái cảm xúc đó. Và khi mà chúng ta nghiện ngập cảm xúc vào một người quá lâu á, chúng ta sẽ có hình thành một niềm tin sai lệch rằng người này là hạnh phúc của mình. Và khi chúng ta có niềm tin đó, nghĩ rằng người này là hạnh phúc của mình, chúng ta sẽ nảy sinh một cái sự muốn sở hữu ở bên trong. Sở hữu người này phải ở bên mình, người này phải nhắn tin cho mình thường xuyên, người này phải quan tâm mình. Tự nhiên bên trong mình có một cái tâm sở hữu. Và khi mình cứ muốn sở hữu họ như vậy, đến một ngày nào đó họ cũng sẽ làm một điều gì đó khiến mình thất vọng, đi ngược lại với cái điều muốn sở hữu, muốn có của mình. Và lúc đó mình sẽ cảm thấy tổn thương sâu sắc. Vậy thì nếu như mình nhìn một góc nhìn mới, người đó cũng chỉ là một người mà mình gặp trong cuộc sống này thôi. Người đó cũng chỉ là một mối quan hệ trong rất nhiều những mối quan hệ khác của mình trong cuộc đời này thôi. Mình còn có những người khác cũng rất yêu thương mình, và mình cũng có những người khác mà mình rất yêu thương họ. Mình cũng có rất nhiều những việc mà mình cần phải làm, và mình mới là đối tượng có thể mang lại cái hạnh phúc cho mình lâu bền nhất. Và rồi nếu như lúc nào mình cũng nhìn thấy mình dằn vặt về điều này, có thể là bởi vì mình rảnh quá, mình thiếu việc tốt để làm, mình rảnh quá, nên giải pháp tiếp theo là giúp cho mình bận rộn hơn xíu bằng cách tạo ra nhiều công ăn việc làm cho chính mình, làm việc mệt phờ đi và rồi hết rảnh. Tuệ An có một bạn học viên, bạn học viên này than phiền với Tuệ An rằng em bị những cái tổn thương sâu sắc, em không bao giờ ngủ được, em không thể ngủ được, em cứ nhắm mắt lại là em nghĩ đến chuyện này chuyện kia, em không thể ngủ được. Tuệ An cho đi hàm dưỡng tâm hồn, cho làm việc quần quật từ sáng đến tối, hết đi cuốc đất, hết đi cắt cỏ, xong đi nấu cơm, đi bê củi, xong rồi cho sinh hoạt, cho chơi, cho vui, tối ngủ gáy như sấm luôn. Sự thật đó, đôi khi cứ dằn vặt bản thân, cứ cảm thấy oan ức là bởi vì rảnh nó thôi. Và cứ đi lao động mệt nghỉ đi, lao động chân tay á, tự nhiên có ích, tự nhiên hết nghĩ. Và bây giờ thiếu gì chỗ để mình đi lao động chân tay công ích đâu. Nhà thờ này, rồi chùa này, rồi trại trẻ này, rồi viện dưỡng lão này, rồi tự nhiên vác chổi ra ngoài ngõ quét rác cũng được. Quét hết ngõ này đến ngõ khác, quét hết hẻm ra đến ngoài đường, quét phụ luôn mấy cô dọn vệ sinh luôn. Tối về mệt phờ, làm từ ngày này qua ngày khác luôn, miệt mài, cứ rảnh là đi quét rác. Thiệt luôn với các bạn là nó có lợi ích lắm luôn. Nên hãy thay đổi góc nhìn và khiến cho mình bận rộn một cách tử tế và tốt đẹp. Và đến lúc mình bận rộn, mình mệt rồi thì tự mình nó sẽ có xu hướng nghỉ ngơi và thư giãn. Các bạn có bao giờ nghĩ rằng nỗi sợ là bản năng của con người không? Tại sao nỗi sợ lại là bản năng của con người? Khi mà chúng ta còn là một bào thai ở trong bụng mẹ, chúng ta không phải tự ăn, chúng ta cũng không phải tự thở, chúng ta cũng không phải tự đi vệ sinh,
mà tất cả đều là mẹ làm cho chúng ta thông qua dây nhau liên kết giữa mình và mẹ, có phải vậy không? Và chúng ta lúc nào cũng được bảo vệ an toàn, bảo bọc an toàn trong bụng mẹ. Có nhiều người nói rằng cái bọc ối ấy chính là cung điện của một đứa trẻ. Tại vì trong đứa trẻ, ở trong cái bọc ối đó, nó sẽ được an toàn, nó sẽ được ấm áp, nó sẽ được bảo vệ và nó chẳng cần phải làm gì cả. Tự nó ăn, tự nó lớn, có người khác thở thay cho nó. Nhưng từ cái giây phút mà đứa trẻ đó bắt đầu được sinh ra trong cuộc đời này, bác sĩ cắt xoẹt cái dây rốn đi một cái. Thế là nguồn cung cấp thức ăn, nước uống, không khí giữa mẹ và đứa trẻ đó bị cắt đứt. Và đứa trẻ đó lần đầu tiên trong cuộc đời phải học cách tự thở, phải học cách tự đi vệ sinh, phải học cách tự ăn, phải học cách tự tồn tại trong cuộc sống này bằng chính cơ thể và hình hài của đứa trẻ đó. Và từ đó đứa trẻ đó sinh ra nó đã khóc rồi, vì nó sợ lần đầu tiên nó bị cắt đứt cái sợi dây liên kết đó và nó phải tự làm trong cuộc sống này. Nỗi sợ đó là cái nỗi sợ ban sơ của một con người. Ai cũng có nỗi sợ này ẩn giấu ở bên trong mỗi chúng ta. Và có những người khi họ trưởng thành, khi nỗ lực của họ vững mạnh, họ không còn sợ những cái sợ ban sơ đó nữa. Nhưng cũng có rất nhiều người họ bắt đầu tiếp nhận nhiều sự sợ hãi hơn từ môi trường xung quanh. Từ một đứa trẻ khi nó bắt đầu nó xem những cái phim ảnh, đọc những câu chuyện, nào là chuyện ma, chuyện kinh dị, phim này, phim kia, lời người này, người kia nói, tự nó lại tự cho mình ăn thêm nỗi sợ nữa. Và nỗi sợ đó cứ tích lũy dần mỗi ngày. Thậm chí có những cái thứ mà bởi vì mình bị tiêm nhiễm quá nhiều rằng nó sẽ làm hại mình, nó sẽ tệ thì mình sợ thôi. Ví dụ như mình đi gặp một chú chó. Bình thường, một đứa trẻ bình thường á, nếu mà nó không được tiêm nhiễm vào đầu là cẩn thận chó cắn thì nó sẽ không sợ chó đâu. Thậm chí Tuệ An thấy những em bé mà chó to lắm nó ra và nó chạm tay vào mồm chó luôn, bình thường. Nhưng mà mẹ nó thì sợ, con chó nó cắn bây giờ. Và chính đứa trẻ đó đã bị tiêm nhiễm rất nhiều sự sợ hãi của những con người khác xung quanh nó. Thế nên dần dần nỗi sợ nhiều lên, nhiều lên. Và bây giờ nữa, mỗi khi chúng ta thư giãn, chúng ta lại còn tiếp nhận rất nhiều sự tiêu cực và nỗi sợ nữa. Nên là một ngày chúng ta có những cái nỗi sợ vẩn vơ, chúng ta có những cái nỗi sợ vô hình, chúng ta có những cái nỗi sợ mà chính mình cũng biết nó là linh tinh á. Nhưng mà tại sao mình vẫn sợ là bởi vì như thế. Bởi vì nỗi sợ đó nó ẩn giấu bên trong mỗi chúng ta. Và là một điều bình thường nếu như chúng ta sợ. Tuệ An vẫn sợ mỗi ngày. Và các bạn vẫn thế, đấy là Tuệ An nói sự thật, là Tuệ An vẫn sợ mỗi ngày luôn. Nhưng việc của Tuệ An là gì? Tuệ An không đè nén cái nỗi sợ đó, cũng không giấu giếm cái nỗi sợ đó. Không phải bởi vì tôi là một life coach, tôi là một người có chút ảnh hưởng nên là tôi phải không có nỗi sợ, tôi phải lúc nào cũng vững nha. Làm gì có chuyện đó. Tôi vẫn là một con người bình thường, nghĩa tôi vẫn sợ bình thường. Nhưng mỗi một lúc mà Tuệ An sợ, Tuệ An chọn ngồi xuống đó và nhìn nỗi sợ đó. Tuệ An có thể nói chuyện với một cái cây về những nỗi sợ của mình. Tuệ An có thể ngồi im nhắm mắt lại và tự mình nói về những cái nỗi sợ mà mình đang sợ. Sợ điều này nó đến, sợ điều kia không đến. Và tôi cứ ngồi đó và tôi quan sát cái nỗi sợ của chính tôi. Tôi nuôi dưỡng nó. Có những lúc tôi ngồi và nói chuyện với nỗi sợ đó phải đến 30 phút. Vài ngày như thế. Và đến một ngày tôi thấy nó cũng chẳng có gì đáng sợ lắm. Bởi vì tôi đã quen với cái điều đó. Và bởi vì tôi đã chọn nhìn cái nỗi sợ đó bằng một con mắt rất tỉnh thức và thương yêu nó. Thế nên nó không còn quá tệ nữa. Có những lúc khi tôi mới nhìn cái nỗi sợ đó, thì tôi vẫn còn tưởng tượng ra rằng, à, bây giờ mình sợ cái điều này là bởi vì cái điều tệ nó sẽ đến, cái điều không như ý mình nó sẽ đến. Thế trong trường hợp cái điều không như ý mình nó đến thì giải pháp là gì? Chuyện gì xảy ra? À, nếu chuyện này xảy ra mình có chấp nhận được không? À, vẫn chấp nhận được, mình vẫn còn sống đúng không? Ok, thế thì thôi, khỏi không phải sợ. Nhưng mà đến bây giờ, mỗi một khi có một nỗi sợ nào đó, tôi chỉ cần ngồi xuống yên lặng và nhìn cái nỗi sợ đó một lúc. Và tự khi cái nỗi sợ đó được ôm ấp á, nó không còn làm hại đến tôi nữa. Nó không còn khiến tôi bất an hay đau khổ nữa.